Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 4 năm 2024 sẽ có các nội dung đáng chú ý. Tổng cục Thống kê bắt đầu thực hiện thu thập thông tin cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ tại 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương từ hôm nay 1 tháng 4. Cần Thơ thả hàng chục ngàn con cá xuống sông nhằm nâng cao nhận thức của người dân cùng chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Điện lực miền Nam EVN-SPC và Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh ngưng báo tiền điện qua ứng dụng Zalo từ hôm nay. Thưa quý vị, hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 vào chiều nay do đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ. Trong quý 1 năm 2024, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nổi bật là tích cực tham mưu triển khai hoạt động của tiểu ban điều lệ Đảng, tiểu ban nhân sự đại hội 14 của Đảng và ban chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Tổ chức thành công giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Búa Liềm Vàng lần thứ 8 năm 2023. Qua đó tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần cùng cố gắng tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước và chế độ. Cùng với cả nước, thành phố Cần Thơ tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong đó, tổ chức hội thảo khoa học về công tác phát triển đảng viên trong đơn vị sự nghiệp, ngành giáo dục, y tế, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và ở địa bàn khu dân cư. Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên năm 2024-2025. Theo đó, từ đầu năm đến nay đã kết nạp được 607 đảng viên, đạt gần 38% nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 của Thành ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt một số quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành tổ chức xây dựng Đảng thời gian tới. Trong đó, triển khai đề án nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tiểu ban phục vụ Đại hội 14 của Đảng và các cấp ủy giao đảm bảo tiến độ, chất lượng. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Chiều nay, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ họp thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong cơ quan tổ chức hành chính năm 2024 của thành phố Cần Thơ. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ban ngành tham dự. Tại tờ trình, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề xuất Hội đồng Nhân dân thành phố giao 1.853 biên chế công chức năm 2024 cho các cơ quan tổ chức hành chính, giảm 13 biên chế so với năm 2023. Trong đó, cấp thành phố 1.125 biên chế, giảm 10 biên chế so với năm 2023. Cấp huyện 728 biên chế, giảm 3 biên chế so với năm 2023. Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đề nghị các cơ quan chuyên môn tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trình Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về định mức biên chế theo vị trí việc làm để các đơn vị có cơ sở thực hiện. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị giải trình rõ việc chưa sử dụng hết biên chế được giao của một số đơn vị, đề nghị Sở Nội vụ khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2024 và trong xây dựng đề án vị trí việc làm của các quận huyện cần đẩy nhanh tiến độ, có xem xét đến quy định của Bộ Nội vụ về cơ cấu ngạch công chức để bố trí công chức cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố, yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời rà soát và hoàn chỉnh nội dung của tờ trình để trình tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới. Nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2025. Từ ngày hôm nay 1 tháng 4, Tổng cục Thống kê bắt đầu thực hiện thu thập thông tin cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điều tra sẽ thu thập thông tin về 7 nội dung chính như sau: thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ, thông tin về di cư,
thông tin về giáo dục, thông tin về hôn nhân, thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10 đến 49 tuổi, thông tin về người chết của hộ, thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. Theo đó, thành phố Cần Thơ có 533 địa bàn với khoảng 106.000 hộ dân cư. Thời gian thu thập thông tin trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 4. Dù luật đất đai sửa đổi bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, nhưng có hai quy định của luật này sẽ có hiệu lực ngay từ đầu tháng 4 này. Cụ thể, khoảng 2 điều 252 của luật đất đai 2024 nêu rõ, điều 190 và điều 248 của luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Trong đó, điều 190 luật đất đai mới quy định về hoạt động lấn biển. Theo đó, nhà nước khuyến khích tổ chức cá nhân sử dụng vốn kỹ thuật, công nghệ, thực hiện các hoạt động lấn biển. Có chính sách hỗ trợ ưu đãi cho nhà đầu tư thực hiện hoạt động lấn biển theo quy định của pháp luật. Hoạt động lấn biển phải tuân thủ các nguyên tắc về bảo đảm quốc phòng an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia trên biển, phù hợp với quy định của luật khác có liên quan và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Còn điều 248 luật đất đai 2024 cũng có hiệu lực từ hôm nay, quy định sửa đổi bổ sung một số điều của luật lâm nghiệp số 16 năm 2017 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo luật số 16 năm 2023 về nguyên tắc căn cứ giao rừng cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Thưa quý khán giả, năm 2024, dự án đường vành đai phía Tây được phân bổ 310 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và thành phố. Để giải ngân đúng hạn, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ đang tập trung các biện pháp đẩy nhanh bồi hoàn, giải phóng mặt bằng, tái định cư cũng như tiến độ thi công công trình. Cuối tháng 3 năm nay, gói thầu số 17 xây dựng 5 cầu và trên 3,2 km đường đã đạt tiến độ khả quan. Đơn vị thi công đã gác dầm cầu thủy lợi giữa, cầu kinh thủy lợi và dự kiến sẽ hợp long vào dịp lễ 30 tháng 4 2024. Riêng các cầu còn lại sẽ lần lượt gác dầm và hợp long vào ngày 2 tháng 9 2024. Tất cả những vị trí có mặt bằng thì nhà thầu đã thi công đến hết K95 và sắp tới là cũng triển khai là thi công K98 và ra đá. Thuận lợi là thời tiết nắng ráo rất là thuận lợi cho thi công và mặt bằng thì cũng cơ bản là chủ đầu tư đã bàn giao đầy đủ và cũng có đủ điều kiện để thi công. Trong số các gói thầu đã triển khai, gói thầu số 17 thi công 5 cầu gồm cầu thủy lợi giữa, cầu kinh thủy lợi, cầu ông Nguyện, cầu ngã cậy và cầu xẻo khế và gần 4 km đường đi qua địa bàn quận Ô Môn, huyện Phong Điền và quận Bình Thủy. Có tiến độ thi công nhanh hơn do mặt bằng đã được bàn giao, đạt gần 80% tiến độ. Theo biết thì xưa tới nay thì ở phường Trường Lạc chưa được cây cầu nào lớn như cây cầu hiện nay. Có cái tiến lộ mở rộng thì bà con sẽ đổi mục đích sử dụng như là trồng sầu riêng, nhãn, măng cụt, vân vân. Dự án đường vành đai phía Tây là công trình trọng điểm của thành phố do Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư với kinh phí xây dựng trên 3.800 tỷ đồng. Đến nay, dự án này đã triển khai được 4 gói thầu trong tổng số 7 gói thầu. Có trên 1.233 tổ chức và cá nhân bị ảnh hưởng, nhiều nhất là quận Bình Thủy, quận Ô Môn, huyện Phong Điền. Cùng với việc tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư còn tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc để nhanh tiến độ và tỷ lệ giải ngân tương ứng. Trong năm 2024 thì đối với đường vành đai phía Tây được bố trí là 310 tỷ. Thì để giải ngân hết cái số vốn này thì trung tâm cũng đã chỉ đạo các nhà thầu là triển khai tất cả những cái mặt bằng hiện nay hiện có mà trung tâm các cái quỹ đất của các quận huyện đã bàn giao cho nhà thầu thì triển khai gấp rút để mà giải ngân hết cái số vốn hiện nay. Năm 2024 này á thì cũng được tiếp tục thành phố là đầu tư và giao vốn cho chủ đầu tư để bổ sung về cho huyện chi trả những cái hộ dân mà ảnh hưởng đối với các dự án còn lại để mà nhận tiền giao giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Còn về công tác mà tái định cư thì hiện nay thì huyện cũng có một cái khu tái định cư
đáp ứng là khoảng 300 nền. Có cái khó khăn đến đâu thì bên chủ đầu tư với là quận là khi nào cũng trực tiếp để tháo gỡ cho đơn vị thi công để thi công đơn vị có mặt bằng để triển khai. Đến cuối tháng 3 2024, bốn gói thầu đã triển khai của dự án đều có tiến độ thi công ổn định và giải ngân phù hợp. Phấn đấu đến cuối năm nay hoàn thành kế hoạch giải ngân làm cơ sở để các gói thầu của dự án được triển khai đồng loạt và hoàn thành đúng tiến độ. Theo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp của thành phố ước thực hiện tháng 3 vừa qua tăng 25,15% so tháng trước. Tính chung quý 1 năm 2024, chỉ số này ước tăng 2,13% so cùng kỳ năm trước. Trước đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 1,67%, ngành phân phối điện tăng 3,51% và ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải tăng 4,07%. Trong quý, ngành may mặc đã có tín hiệu tích cực của thị trường như nhận được hợp đồng mới nên tuyển thêm lao động. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản, bia, in ấn, sản xuất giấy và bao bì từ giấy tiếp tục gặp những khó khăn lớn về đơn hàng đầu ra sản phẩm, giá nguyên liệu, mức cầu thị trường giảm. Tháng 3 năm 2024, thành phố Cần Thơ cấp mới đăng ký kinh doanh cho 162 doanh nghiệp các loại hình với tổng vốn đăng ký hơn 751 tỷ đồng. Lũy kế quý 1 năm 2024, cấp mới đăng ký kinh doanh cho 351 doanh nghiệp, đạt 19,5% kế hoạch. Tổng vốn đăng ký gần 2.750 tỷ đồng, đạt trên 21% kế hoạch. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2023, số doanh nghiệp đăng ký giảm 10,23% và số vốn đăng ký mới tăng 38,9%. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024, tình hình biến động giải thể, bỏ địa điểm kinh doanh tạm ngưng với tổng số 1.066 doanh nghiệp. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố Cần Thơ tháng 3 năm 2024 tăng 6,5% so với tháng trước và tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý 1 năm 2024 tăng 7,81% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có đóng góp tích cực của ngành du lịch lữ hành tăng cao nhất gần 58% so với quý 1 năm 2023. Theo Cục Thống kê thành phố, có được kết quả này là du lịch Cần Thơ trở mình mạnh mẽ với nhiều hình thức mới, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị hấp dẫn cho du khách. Nhất là các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu điểm tham quan tổ chức nhiều chương trình ẩm thực, nghệ thuật, hoạt động vui chơi độc đáo. Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia Bulog vừa chốt hợp đồng 300.000 tấn gạo với các nhà cung cấp. Việt Nam đứng thứ hai trong danh sách trúng thầu với 108.000 tấn gạo. Các doanh nghiệp Thái Lan trúng thầu với sản lượng nhiều nhất 117.000 tấn, đứng thứ hai là Việt Nam 108.000 tấn, phần còn lại từ Pakistan và Myanmar. Trong đợt thầu này, xét về giá chi phí và cước phí, gạo Myanmar cao nhất khi ở mức 626 đô la Mỹ một tấn, tiếp theo là Pakistan có giá 623 đô la một tấn. Gạo Thái Lan đứng vị trí thứ ba có giá từ 611,5 đến 617 đô la một tấn, còn Việt Nam có giá từ 609 đến 616 đô la một tấn, thấp nhất trong các nước dự thầu. Indonesia là nước nhập khẩu lớn thứ hai thế giới sau Philippines. Vì tăng cường gạo nhập khẩu để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và kiềm chế lạm phát, năm nay Indonesia dự kiến nhập khẩu tới 3 triệu 600.000 tấn gạo. Theo thống kê sơ bộ của Cục Thuế thành phố Cần Thơ, thì đến nay đã có 100% các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu báo cáo đã thực hiện quy trình xuất hóa đơn điện tử cho từng lần mua bán xăng dầu. Tại Cần Thơ hiện đã có 256 cửa hàng kinh doanh xăng dầu với tổng số 981 triệu bơm xăng dầu báo cáo là đã thực hiện xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán hàng. Nếu đúng như thông tin trên, thì toàn thành phố đã đạt 100% số lượng các đơn vị bán lẻ xăng dầu có xuất hóa đơn điện tử. Trong đó, văn phòng Cục Thuế thành phố và các phòng chuyên môn quản lý nhiều nhất với 166 đơn vị. Tiếp đến là Chi cục Thuế khu vực Bình Thủy Ô Môn 46 cửa hàng, Chi cục Thuế khu vực Cờ Đỏ Thái Lai 40 cửa hàng. Đây chỉ là báo cáo từ các công ty, doanh nghiệp báo cáo số cửa hàng thực hiện xuất hóa đơn điện tử. Để xác thực thông tin, liên ngành thành phố sẽ bắt đầu giám sát việc thực hiện quy trình trong tháng 4 này. Theo đó, các đơn vị quản lý nhà nước sẽ kiểm tra cụ thể việc các trụ bơm có kết nối với cơ quan thuế trong mỗi lần bơm bán xăng dầu. Chiều ngày 1 tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Tết quân dân mừng Trân Chinh Nam Thơ Mây 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành hữu quan cùng lãnh đạo quận Ô Môn, huyện Thái Lai và Cờ Đỏ.
Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, Phó trưởng Ban chỉ đạo, trưởng Ban tổ chức Tết Quân dân mừng cho năm Thơ Mây 2024, chủ trì hội nghị. Hội nghị thông qua kế hoạch triển khai Tết Quân dân mừng cho năm Thơ Mây năm 2024 do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn tổ chức từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 năm 2024 tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer thuộc địa bàn phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. Triển khai lịch các hoạt động cụ thể về thời gian địa điểm với các hoạt động như trao tặng quà, học bổng, xây dựng nhà, khám bệnh, cấp phát thuốc cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn quận Ô Môn, huyện Thới Lai và Cờ Đỏ. Các hoạt động phong trào thể thao, trò chơi dân gian, hội thi quất cốm dẹp, trưng bày trình diễn bánh dân gian, diễu hành ghe ngò trên sông Ô Môn, phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn. Các gian hàng trưng bày sản phẩm ô cốp thông qua dự thảo kịch bản chương trình nghệ thuật với chủ đề Quân dân Cần Thơ mừng cho năm Thơ Mây năm 2024 được truyền hình trực tiếp vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 4 năm 2024 tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer. Đây là lần thứ hai hoạt động này được tổ chức tại quận Ô Môn và là lần thứ tư do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp tổ chức trên địa bàn thành phố nhằm hỗ trợ cho đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Trondam Thơ Mây năm 2024 theo tinh thần vui tươi phấn khởi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm. Quý vị thân mến, thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản là một trong những hoạt động được thành phố Cần Thơ quan tâm và hưởng ứng tích cực. Hàng năm, với ngày truyền thống ngành thủy sản, thành phố Cần Thơ đều tổ chức thả hàng chục ngàn con cá xuống sông nhằm nâng cao nhận thức của người dân, cùng chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Sáng nay, tại Bến tàu du lịch Ninh Kiều, diễn ra lễ phát động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam 1 tháng 4 năm 1959, 1 tháng 4 2024. Hoạt động do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều cùng các tổ chức cá nhân thực hiện. Theo đó, có khoảng 60.000 con cá gồm cá trê, cá lóc, cá khô, cá chép, cá rô, cá hường, cá chạch lấu, lươn được thả xuống sông. Đây là một cái hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực và mang đậm cái tính nhân dân sâu sắc nhằm khôi phục cái nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Thả cá là thả những cái đối tượng thủy sản quý hiếm và nó có giá trị kinh tế nhằm khôi phục lại cái nguồn lợi và qua đó thì nâng cao cái nhận thức của cái người dân và của cộng đồng. Theo ngành chức năng thành phố, từ đầu năm đến nay đã thả ra môi trường tự nhiên khoảng 1.250.000 con cá các loại. Điều đáng ghi nhận là hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản ngày càng được các tầng lớp nhân dân quan tâm và hưởng ứng tích cực. Điển hình như vào năm 2013, Cần Thơ chỉ tổ chức được 2 điểm thả cá với số lượng 500 kg. Nhưng những năm qua, hàng năm, thành phố có từ 5 đến 7 đợt thả cá với số lượng lên đến 10 tấn. Bên hội nữ doanh nhân của em thì hầu như hàng năm đều tham gia cái chương trình thiện nguyện thả cá này. Em thấy đó là một hoạt động là thiện nguyện để góp phần cho cái nguồn thủy sản của mình dồi dào hơn. Cái việc mà thả cá tái tạo nguồn lợi này á, nó sẽ giúp cái thứ nhất là về tuyên truyền cho mọi người cái thức là giữ gìn cái nguồn lợi bản địa nơi mình sống. Cái thứ hai nó sẽ giúp tái tạo được cái nguồn lợi mà đã suy giảm. Thành phố Cần Thơ thuộc lưu vực sông Mekong có hệ thống kênh rạch chằng chịt, hệ sinh thái phong phú đa dạng với trên 120 loài cá nước ngọt. Tuy nhiên, hoạt động khai thác nguồn lợi thủy sản ngày càng gia tăng khiến một số loại bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính vì vậy, việc bổ sung và tái tạo nhằm cân bằng cũng như ổn định cho các quần xã sinh vật thủy sinh trong các thủy vực là rất cần thiết. Một số thông tin đáng quan tâm khác. 14 ngân hàng được yêu cầu giám sát chặt chẽ theo quyết định số 538 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành. Đây là các ngân hàng có tầm quan trọng bậc nhất trong hệ thống các tổ chức tín dụng năm 2024. Việc phê duyệt nhóm các tổ chức tín dụng có tầm quan trọng nhằm mục đích yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo dõi, giám sát chặt chẽ, cảnh báo kịp thời các nguy cơ rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng này để ngăn ngừa rủi ro có tính trọng yếu, rủi ro mang tính hệ thống. Theo đó, 14 ngân hàng thuộc nhóm các tổ chức tín dụng có tầm quan trọng hệ thống năm 2024 gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh,
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Từ ngày hôm nay, 1 tháng 4, thông báo tiền điện và các thông tin về điện chỉ được gửi qua ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành điện, không gửi qua Zalo số điện thoại khách hàng đăng ký. Thông báo này vừa được Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, tức EVN-HCMC và Tổng công ty Điện lực Miền Nam, gọi tắt là EVN-SBC, gửi đến khách hàng sử dụng điện trên địa bàn mình quản lý. Cụ thể, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thông báo khách hàng phải cài đặt ứng dụng EVN-HCMC CSKH trên trang web của doanh nghiệp để theo dõi hóa đơn tiền điện và các vấn đề về điện. Tương tự, Tổng công ty Điện lực miền Nam EVN-SBC cũng yêu cầu khách hàng từ ngày 1 tháng 4 cài đặt ứng dụng VNE-SBC CSKH để nhận thông báo tiền điện và các thông tin về điện. Điện lực miền Nam cho hay, ứng dụng EVN-SBC CSKH còn cung cấp nhiều tiện ích miễn phí khác cho khách hàng như gửi yêu cầu dịch vụ điện, báo mất điện, tra cứu thông tin ngừng giảm cung cấp điện. Theo đại diện Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, việc chuyển thông tin hóa đơn tiền điện qua ứng dụng Zalo có thu phí nên việc ngưng sử dụng dịch vụ này nhằm giảm chi phí liên quan ảnh hưởng đến giá điện. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ký quyết định công nhận xã Thạnh Tiến của huyện Vĩnh Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Sau nhiều nỗ lực, địa phương này đã về đích trong quá trình xây dựng nông thôn theo hướng thúc đẩy kinh tế hợp tác, tạo ra sản phẩm đặc trưng để nâng thu nhập cho người dân. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp giống cây trồng Thạnh Tiến có 70 thành viên. Ngoài sản xuất lúa giống 210 hectare, đơn vị còn làm dịch vụ như flycam phun thuốc, máy cấy lúa, máy gặt đập liên hợp, lò sấy lúa và hàng chục máy bơm với giá thấp hơn so với giá bên ngoài khoảng 600.000 đồng một hectare. Nhờ đó, mỗi năm các thành viên tiết kiệm được gần 1 tỷ đồng chi phí canh tác. Sau mỗi vụ mùa, hợp tác xã thu mua lúa thương phẩm của thành viên với giá cao hơn thị trường 200 đồng một ký và lúa giống cao hơn từ 500 đến 1.000 đồng một ký. Thạnh Tiến xác định rõ mục tiêu xây dựng nông thôn mới nên kết quả thực hiện các tiêu chí đạt khá cao. Sau khi tiếp thu quán triệt nghị quyết của huyện ủy và kế hoạch ủy ban dân huyện về cái xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thì đảng ủy ban dân xã đã xác định được cái chức năng nhiệm vụ và tiến hành và xây dựng cái kế hoạch triển khai thực hiện với cái mục tiêu là xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhằm để nâng cao cái diện mạo nông thôn, nâng cao cái đời sống vật chất, tinh thần và cái thu nhập của người dân. Vườn mít Thái hơn 5 công tầm lớn này mỗi tháng chỉ tốn 2 triệu đồng, nhưng khi thu hoạch mang về cho chủ vườn hơn 20 triệu đồng lợi nhuận. Từ sự hướng dẫn của địa phương, ông Nguyễn Văn Vui ở ấp Phụng Thạnh đã cải tạo đất lúa kém hiệu quả sang trồng mít Thái. Cho đến nay, Thạnh Tiến đã cải tạo đất kém hiệu quả và phát triển được hơn 10 hectare trồng mít cùng 39 hectare trồng sầu riêng và các loại cây ăn trái khác, góp phần nâng thu nhập đạt gần 70 triệu đồng một người một năm. Nói chung cái công cán thì nó nhẹ lắm, nó phân thuốc nó cũng nhẹ, nó không có đến đổi. Thì cái ban đầu thì mình cũng trồng cũng cái thực mình cũng không biết thì cũng học hỏi thêm. Cho nên thì giờ nó mới thành đạt như bữa hôm nay. Thì nói chung ra cái khoa học kỹ thuật cũng bên hội nông dân á thì cũng để cho mình đi học hỏi thêm, mình để mình làm mới thành công. Một công mít á thì tính ra nó như tôi 5.000 mét vuông này á thì nó bằng cả khoảng 30-40 công ruộng đó. Cái lợi nhuận theo về hai lúa. Ban đầu chả lụa Thúy Hằng chỉ sản xuất nhỏ lẻ để mua bán quanh xã Thuận Tiến. Nhờ vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương mà cơ sở đã dây được vốn và mở rộng quy mô sản xuất, thực hiện các quy định để được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Hiện cơ sở đã sản xuất đại trà, hai loại chả lụa và chả chiên có mặt tại khắp thị trường ở Cần Thơ và một số tỉnh thành trong cả nước. Nhờ chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, lưu giữ được lâu mà lại ngon, đáp ứng yêu cầu của nhiều người tiêu dùng nên sản phẩm bán khá chạy.
So với trước đây thì cái sản phẩm của nhà em nó cũng được đi xa hơn, vươn xa hơn. Ngoài cái ở địa phương thì những cái nơi khác tới thì họ sẽ mua làm cái quà tặng, cũng như là các cái đơn vị họ mua để quà tặng làm cái sản phẩm đặc trưng. Thì nhờ cái ô cốp đó, ba sao đó thì cái sản phẩm của nhà em được biết nhiều hơn. Thì cái chất lượng cũng như là cái số lượng của mỗi một năm thì nó tăng, nó đều có cái nhịp độ tăng. Thành Tiến còn đạt được nhiều kết quả từ xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn như mô hình trồng lúa chất lượng cao, gạo sạch hữu cơ cùng 24 cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến nông sản đã thực hiện chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và bán hàng qua kênh thương mại điện tử. Đây là tiền đề vững chắc để địa phương tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn tiếp sau. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối của truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.